cá tính ít được đề cập trong các cuộc phân tích bóng đá. Giới quan sát thường chú ý nhiều hơn đến nhãn quan chiến thuật, kỹ năng xử lý bóng, hiệu suất ghi bàn hay tỷ lệ chuyền bóng thành công. Chỉ những cầu thủ hết sức nổi bật hoặc quá cá tính mới được chú ý về cá tính. Đơn cử như huyền thoại Eric Cantona của Man United. Cantona trở nên vĩ đại bởi tài năng chỉ là một phần. Đứng trong hàng ngũ của những cầu thủ xuất sắc cùng thời, King Eric chưa hẳn là quá nổi bật. Nhưng bằng cái cổ áo sự ngược đầy ngạo nghễ, ông đã trở thành nhà tiên phong kiến tạo đế chế vĩ đại của Man United dưới thời Sir Alex Ferguson. Cá tính giúp Cantona trở nên nổi bật trong những trận đấu gay cấn. Cá tính để ấn tượng khi sự kỳ vọng được đặt lên cao nhất. Cá tính để kiểm soát một thế trận giằng co và đang trôi về kết quả bất lợi. Và cá tính để thu hút sự chú ý của đông đảo người hâm mộ. Trong cuộc chạm trán giữa Arsenal và Man United cuối tuần qua, tiếc thay, đám hậu sinh khoác áo quỷ đỏ của Cantona không ai thể hiện được cá tính để dẫn dắt đội bóng vượt qua nguy nan. Người làm được điều đó lại là tân binh đắt giá nhất lịch sử Arsenal, Declan Rice. Hạt ngọc của pháo thủ thành London đã để lại dấu ấn cá nhân đặc biệt trong bàn thắng đầu tiên của anh cho đội chủ sân Emirates. Đó là bàn thắng đem về chiến thắng cho Arsenal trước Man United và mang tính thay đổi cục diện mùa giải của thầy trò Mikel Arteta ở thời điểm khởi đầu mùa giải, khi pháo thủ manh nha có dấu hiệu gây thất vọng qua cú sẩy chân trước Fulham. Khi trọng tài nổi hồi còi mãn cuộc, các cầu thủ của Man United đổ gục xuống sân thất vọng. Rice cũng cúi người. Anh kiệt sức sau những nỗ lực vượt qua giới hạn chịu đựng của cơ thể. Rồi tân binh của Arsenal bất ngờ bật dậy. Có lẽ do bản nhạc Ice Baby mà Rice ưa thích được phát trên hệ thống âm thanh. Bài hát sôi động do Vanilla trình bày này đang trở thành thương hiệu của Rice ở phía bắc thành London. Anh từng hát ca khúc trong ngày ra mắt và Ice Baby cũng căng tràn năng lượng và nụ cười như cái cách mà Rice mang đến cho Arsenal. Cá tính của Rice cũng được thể hiện khi anh trả lời phỏng vấn về việc chuyển đến Arsenal từ West Ham với mức phí kỷ lục 105 triệu bảng. Với tư cách là cầu thủ đắt giá nhất lịch sử, Rice mang kỳ vọng đưa pháo thủ thành London vượt qua gã khổng lồ Man City. Đội bóng đáng ra anh cũng có thể đấu quân trong kỳ chuyển nhượng mùa hè vừa qua. Áp lực này thực sự khủng khiếp. Nhưng đối với Rice, một chàng trai 24 tuổi sôi động và yêu đời, áp lực trở thành động lực và anh đang tận hưởng cuộc sống tươi đẹp cùng đội bóng thành London. Sự sôi nổi của Rice thậm chí còn truyền cảm hứng cho cả đội bóng ở trong lẫn ngoài sân cỏ. Đơn cử như nguồn năng lượng để Arsenal quyết đánh bại Man United vào những phút bù giờ. Với chính Rice là tác giả bàn nâng tỷ số lên 2-1 ở phút 90+6, bàn thắng muộn nhất lịch sử cuộc đụng độ này. Tôi là một người khá hướng ngoại, Rice chia sẻ. Tôi đâu có kiểm soát được phí chuyển nhượng của bản thân, nhưng khi đã đến đây, tôi sẽ cố gắng nỗ lực hết sức để chiến đấu cùng đội bóng. Tôi tin những điều tốt đẹp đang chờ đợi tôi ở phía trước, nhiều cột mốc để chinh phục nữa. Tài năng và cá tính của Rice thực sự khiến người hâm mộ Arsenal hạnh phúc. Có lẽ còn cảm hứng hơn cả Vanilla Ice, bài hát rap mang tính biểu tượng tại Anh Quốc vào những năm đầu thập niên 1990, với những ca từ vui tươi và lan tỏa niềm hạnh phúc. Collaborate and listen, gắn bó và lắng nghe, như trong lời của bài hát, chính là giai điệu mà Rice mang đến cho Arsenal. Tiếng hò reo vang lên khi Rice sút tung lưới Man United không chỉ là sự phấn khích hay niềm vui của sự nhẹ nhõm, mà còn là niềm hạnh phúc vì tác giả bàn thắng chính là ngôi sao được chờ đợi nhất. Giới bình luận đã nói rất nhiều về hiệu suất của những tân binh của Arsenal đem đến trong mùa này. Kai Havertz đã trải qua một trận đấu khó khăn trước khi bị thay ra. Nhưng với Rice, không một chút mảy may hoài nghi về hiệu quả của tiền vệ này mang lại. Ngay cả khi không ghi bàn, Rice vẫn là cầu thủ xuất sắc nhất trận của Arsenal. Trong cuộc thử hùng, cả hai đội đều thể hiện sức tấn công mạnh mẽ, nhưng dường như điều được quan tâm nhất là không thua hơn là phải thắng. Rice đã cực kỳ khôn ngoan khi di chuyển về phía cột xa trong tình huống đá phạt góc. Thủ hạ bóng bằng cằm, tiền vệ này tiếu táo nói về tình huống xử lý trước khi tung ra cú sút. Bóng khẽ chạm vào chân của Johnny Evans trước khi vượt qua thủ thành Andre Onana đi vào lưới. Cho dù huấn luyện viên Ten Hag phàn nàn về VAR, thời gian bù giờ hay việc trọng tài bỏ qua tình huống Evans bị phạm lỗi trước khi Declan Rice ghi bàn, chiến thắng của Arsenal là hoàn toàn xứng đáng. Thất bại tại Emirates là trận thua thứ 9 của Man United trong 11 chuyến làm khách gần nhất trước các đội nằm trong nửa trên bảng xếp hạng Premier League. Thực tế, quỷ đỏ thành Manchester kết thúc trận đấu với cặp trung vệ thảm họa Harry Maguire và Johnny Evans. Điều đó cho thấy thực trạng hỗn loạn mà huấn luyện viên Ten Hag đang phải đối mặt. MU đã mất Lisandro Martinez và Victor Lindelof vì chấn thương,
cộng thêm Rafael Varane và Luke Shaw đang dưỡng thương. Trong khi vị chiến lược gia người Hà Lan cảm thấy bất công vì các đội bóng lớn khác không rơi vào tình trạng tương tự. Đau đớn hơn cho người hâm mộ Man United, Declan Rice chính là một trong những mục tiêu săn đuổi của Quỷ Đỏ thành Manchester. Nhiều ý kiến trái chiều đã được đưa ra xung quanh sự cân bằng của đội hình Arsenal sau khi huấn luyện viên Mikel Arteta quyết định chiêu mộ Kai Havertz và đưa cầu thủ thiên về tấn công này vào hàng tiền vệ. Tuy nhiên, pháo thủ thành London đã trả lời bằng đội hình quen thuộc với những cầu thủ chạy cánh dâng cao và Gabriel Jesus trở lại vị trí trung phong trong những phút cuối trận. Man United vượt lên dẫn trước bằng đặc sản phản công với cú sút đẳng cấp của Marcus Rashford. Chỉ một phút sau, Arsenal quân bình tỷ số bằng tuyệt phẩm dàn xe phối hợp, kết thúc bằng cú đá đẹp mắt của Martin Odegaard. Nhưng Rice vẫn là cầu thủ nổi bật nhất. Trên danh nghĩa chơi ở vị trí số 6, cầu thủ chơi thấp nhất hàng tiền vệ. Thống kê chỉ ra, Rice là cầu thủ tung nhiều đường truyền nhất ở 1/3 cuối sân, với tổng cộng 27 đường truyền. Sau bàn thắng quyết định của Rice, Gabriel Jesus tô điểm cho chiến thắng của Arsenal bằng pha đi bóng và dứt điểm thiện nghệ. Mặc dù phàn nàn về những quyết định của trọng tài, Ten Hag phải thừa nhận rằng Arsenal xứng đáng giành trọn 3 điểm. Điều đó thể hiện chất lượng mà Rice mang lại cho Arsenal. Thông thường, pháo thủ thành London luôn bị xem là đội bóng nhiều tài năng nhưng kém bản lĩnh. Do đó, họ luôn bị đối thủ đánh vào mặt áp lực. Nhưng với Rice, sự sôi động mà tân binh này mang đến đã tiếp thêm sinh lực cho Arsenal và có thể sẽ tạo ra sự khác biệt trong mùa giải này.